Hôm nay con mèo con của mình vừa bắt được một con chuột. Các bạn biết con chuột gì không? Nó đây. Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Giao Heo. Và hôm nay trên tay của mình đây là mẫu chuột của MSI Plus GM40. Đây là một mẫu chuột giá rẻ của MSI. Và chúng ta hãy cùng nhau xem cái mẫu này có gì hay nhé. Mình cũng giành được mẫu này tại một cuộc thi ở VGS. Và các bạn cũng biết VGS là gì, hãy nhìn sau cái link ở phía bên dưới mình có để cho các bạn thấy nha. Ok, chúng ta hãy cùng nhau unbox và đánh giá cái mẫu sản phẩm chuột này để xem cái mẫu sản phẩm này có gì đặc biệt, mẫu sản phẩm này có nên mua không, nó có phải là một mẫu chuột mà bạn đang tìm kiếm không. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên chính là sắc nam tính của mẫu chuột này với màu xám lông chuột, vỏ nhám, đôi khi chúng ta cầm rất là sướng tay. Về hình dáng, thân chuột khá là to và phần clip khá xa. Với người có ngón tay ngắn như mình thì có cảm khá khó chịu vì phải với để nhấn các nút này. Với các bạn có cái ngón tay dài thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời rồi. Thân chuột thì u lên khá cao, khá là cứng lòng bàn tay của mình nên khi sử dụng thời gian dài là mình bị mỏi cổ tay. Chú chuột này không có phần mềm điều chỉnh nhé. Màu led trên chuột chỉ là màu led đơn sắc màu đỏ với logo rồng MSI. Với bản thân mình thì đây là một điểm cộng vì mình thích cái kiểu thiết kế đơn giản này, nhìn chuột có vẻ nam tính hơn. Hai bên thân chuột ta có lớp vỏ nhám giúp ta cầm nắm chuột chắc chắn hơn. Cùng với đó là hai cặp phím thích hợp. Ở phía dưới đáy chuột có cần gạt để chúng ta có thể tùy chỉnh cặp phím này cho người thuận bên tay trái hoặc thuận bên tay phải, khá là chu đáo. Phía dưới được khắc logo khiên của MSI rất là tinh tế. Nhìn chung thì với giá thị trường tầm 800.000, với mình chú chuột này khá là ok. Chỉ có điều nó bị cấn tay của mình. Mình vẫn cho điểm cộng cho nó bởi vì đơn giản mình được tặng chiếc chuột này. Cho nên là mình thấy nó rất là tuyệt vời. Còn bạn thì sao? Bạn thấy chú chuột này như thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và bài review tới đây là hết rồi. Mình là Giao Heo và bạn đang xem trên VGS Review. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.